Xin chào quý anh chị em cô bác. Hôm nay Bao Đồng xin chia sẻ với các bạn cái việc Vương Phạm Củ Chi lấy cắp email của Bao Đồng, sau đó dùng cái email đó gửi tới để khủng bố tinh thần. Và vài ngày sau thì tiếp tục giả danh gửi spyware, malware, ăn cắp IP, address, những cái thông tin cá nhân của Bao Đồng. Qua việc này, Bao Đồng xin chia sẻ để các chủ tiệm nail và khách hàng cẩn trọng khi dùng Fastball Marketing Service. Chúng nó sẽ không ngần ngại bất cứ thủ đoạn nào để ăn cắp thông tin của các bạn, nhất là những cái thông tin về tài chính. Mình làm clip này để đưa ra cái bộ mặt thật của những cái đứa mà làm gian ăn dối, dẫn đầu là tên Vương Phạm này. Đây là cái nội dung bức thư mà nó giả danh là đi tìm sự thật. Cái email này là vừa được lập ra mục đích là để tấn công Bao Đồng. Trong nội dung có nó viết là cái tiêu đề là bằng chứng Vương Phạm lừa đảo bị kiện ra tòa. Tại vì nó biết mình là đang đi tìm, đang vạch tội cái thằng này, thành ra nó làm vậy là mình dễ bị dính lắm. Là cái nội dung gồm có như sau. Nó viết là: chào chị Bao Đồng, tôi có rất nhiều bằng chứng về cái thằng Vương Phạm này là một cái thằng lừa đảo trốn thuế. Cái điều này thì ai cũng biết rồi, nó đã từng bị kiện lên kiện xuống nhiều lần. Cái điều này thì trên internet cũng có rất nhiều về cái sự kiện của nó với cùng với công ty iBuy Beauty, cùng với một người Việt khác đưa ra tòa. Thì nó biết tôi biết chuyện này, cho nên nó đem những cái bằng chứng mà nó đưa ra không có lợi ích gì cho bản thân tôi, nhưng mà nó qua đó để nó cài cái spyware vô. Tôi đọc tiếp cái thư. Nó lừa người ta nên bị kiện. Tôi rất ủng hộ việc làm của chị và sẽ cung cấp thông tin cho chị để chị cho mọi người biết cái mặt thật của thằng Vương Phạm này. Đây là cái việc tôi đang làm đây. Nó nói là chị vào đây xem nó bị kiện nè. Rồi nó đưa một cái đường link, là cái link mà bạn ngó cái chữ là số 2 với chữ no.co này á, là một cái để nếu mà mình bấm lên á là nó đọc cái IP. Đây là một cái IP login service. Mình bấm lên á là nó lấy được IP của mình. Nó lấy được IP mà nếu mà mình không có xài mà để che giấu cái IP đó thì nó tìm ra được mình xài cái hãng nào, mình ở đâu. Là mình giờ mình biết là cái này là nó để ăn cắp, mình cho nó ăn cắp để coi thử nó làm gì. Bởi vì cái IP này mình cũng đổi được, mà cái IP này có thể là mình mượn của người khác mở. Thành ra nó cho nó nắm để coi, tiếp tục để mình quan sát. Và mình đã báo cái việc này lên cơ quan chính phủ rồi, lát mình sẽ nói cái phần đó sau. Rồi nó nói là tôi có kèm theo cái file PDF và file note cho chị. Vài hôm nữa tôi sẽ gửi tiếp cho chị để chị bóc phốt nó. Đây là nó gửi trong một cái tập, là nó dùng cái này là mình phải, nó là zip lại, tức là nó compress cái file nhỏ lại nó gửi. Mình bấm lên cái này thì ok, tại vì nhưng mà mình mở ra trong cái file đó là những cái mà nó cài vô, nó để nó control cái computer của mình, nó lấy thông tin cá nhân của mình. Cái thằng này nó rất là bỉ ổi. Mà nếu mà cái bạn mà có bấm lên, tại vì mình á, mình bấm lên mình coi là mình chắc nó lấy cái, mình nhờ người ta lấy đưa thì chắc nó lấy cái thông tin về IPS, là cái IP address của mình. Thì ra làm chỉ là một cái file về cái vụ mà kiện iBuy Beauty mà mình đã biết rồi, nó biết mình biết rồi, nó đưa như vậy thôi. Rồi cái phần kế tiếp á, đây là cái email nó gửi trước khi mà nó gửi cái email ngày 12, thì ngày 7 cái thằng Vương Phạm nó đã gửi cái email khi mà nó ăn cắp được cái email address của mình á. Nó gửi là nó có tính cách khủng bố, là tao biết mày là ai rồi đó. Nó gửi không có nội dung thư gì hết, chỉ là nó copy cái email của mình vô, nó để đó, nó gửi khống cho mình. Và cái điều này mình cũng report rồi. Trong cái tập mà zip file nó gửi cho mình gồm có 4 file. Cái file mà PDF là cũng cái vụ mà là cái cựu vụ kiện của nó với một người Việt nữa.
Rồi cái hướng dẫn nó dùng cái MSI, cái extension này rất là nguy hiểm cho computer của bạn. Bạn bấm vô là nó install vô computer của bạn. Rồi cái node này thì nó cũng là cái node mà giống như cái nội dung bức thư nó gửi mình. Rồi nó gửi kèm cái file reader, cái extension reader này nữa. Cái thằng này á, khả năng của nó thì nó không làm được, mà cái bọn tay chân của nó trong cái bang của nó á, là nó làm đây. Bạn thấy đó, với một người mà nó nói là ác ý với nó, người ta chỉ nói lên sự thật. Nếu mà nó làm không làm gian ăn dối, chẳng có cái gì để người ta nói hết. Hoặc nó làm gian ăn dối thì nó im cái miệng nó đi, nó làm đâu có ai biết tới mà nói. Tại vì nó khoe khoang, nó lường gạt, nó kêu gọi đầu tư, người ta mới biết nó. Người ta mới biết nó là đường dây rửa tiền, người ta mới biết nó là xạo hay láo khoét, hay là để tiếp tục mà lùa gà, tiếp tục mà rồi để mà rút tiền những cái người mà muốn đi qua bên Mỹ này, cái diện EB3, EB5. Cho nên tôi mới lên tiếng. Mà nếu mà nó làm đúng thì đâu có cần nó công khai mà phản biện, đi là chơi những cái trò mà hèn hạ, rồi núp lùm sau lưng mà để mà tấn công vào cái hộp email hoặc ăn cắp cái những tin tức cá nhân của người ta. Đó là một cái hành vi không có thể chấp nhận ở cái xứ sở tự do Hoa Kỳ này. Nó quen cái thói du kích cử tri của nó rồi. Mình đưa lên đây để cho đúng như là trong cái nội dung đó, cái email mà nó gửi cho mình là để vạch trần cái bộ mặt thật của nó, để cho cộng đồng mạng biết rõ, càng biết rõ thêm về nó. Và sau đây là bản tóm tắt cái clip hôm nay, là du kích cử tri Vương Phạm đã ăn cắp email. Ngày 7 tháng 1 năm 2022, Vương Phạm gửi email khủng bố tinh thần. Ngày 12 tháng 1 năm 2022, Vương Phạm giả danh đi tìm sự thật, gửi email cái spyware và malware tới cái email của tôi, đánh cắp IP address với cái IP login service Tunoco, cái spyware trong cái file MSI. Tôi đã report cái hành vi đồi bại này lên Internet Crime Complaint Center IC3. Cái địa chỉ của cái IC3 trên online á. Các bạn nào mà thấy nó gửi tới các bạn, nhất là các bạn mà làm YouTuber, để mà vạch trần cái tội của Vương Phạm, thì các bạn có thể cũng sẽ bị giống như mình. Mình đã lưu giữ tất cả những cái thư này để sau này làm hồ sơ và làm bằng chứng, thông báo đến các tiệm nail và khách hàng sử dụng service của Fastboy Marketing thì cẩn thận, chúng sẽ không chừa một cái thủ đoạn nào để ăn cắp tin tức cá nhân của các bạn nhằm phục vụ vào mục đích đen tối của tập đoàn Fastboy Marketing. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bao Đồng. Bao Đồng xin tạm dừng ở nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Chào tạm biệt.